Vâng, xin chào các bác, em là Dũng bên xưởng Đồng Đông Sơn. Thì hôm nay em xin được giới thiệu cho các bác hai bộ ngũ sự hàng kỹ thủ công thuộc phân khúc cao cấp, và đây là cái hàng cao cấp nhất của thị trường. Thì hai bộ này là có chiều cao là 60, là gồm có một đỉnh đồng, hai hạc và hai chân nến. Thì sau đây sẽ quay chi tiết lại gần để các bác cùng xem nhé. Thì đầu tiên là về bộ ngũ sự đỉnh đồng đỏ, thì bộ này là có chiều cao 60, đỉnh đồng sẽ cao 60 tính từ chân nến đến đỉnh nghê, và bộ này là có màu đỏ mộc, đây là cái màu tự nhiên của cái cáp điện các bác nhé. Thì đây là hàng cao cấp cho nên là nghê sẽ được là đúc liền. Thì toàn bộ thân đính đã được đúc liền. Thì trên nắp đây là con nghê vườn cầu. Thì phía dưới là hình rồng lượn. Đây các bác xem họa tiết chi tiết cực kỳ là sắc nét. Phía cạnh của nắp đây là chạm ám được cái đồng tiền xu. Thì đây là những cái đường nét chạm ám chìm mà chỉ có trên những bộ ngũ sự đồng đỏ hoặc là đồng cát tút thì mới có các bác nhé. Ở giữa đỉnh sẽ được khắc nổi đấy là ba chữ phúc lộc thọ. Đây là chữ Hán. Về nội dung chữ này thì các bác có thể thay đổi theo yêu cầu. Thì bộ 5 chữ ví dụ như là phúc lộc thọ khang ninh, hoặc là bộ 3 chữ như thế này. Nội dung chữ là chữ Việt hoặc là chữ Hán các bác nhé. Còn mặt trước của đỉnh sẽ được đúc nổi đó là hình song long trùng nguyệt, và mặt sau được đúc nổi hình song phụng. Đây các bác xem ạ. Hình con rồng đây trông rất là mềm mại và uyển chuyển. Đây họa tiết hoa văn vân lông thì rất là sắc nét. Đây từng chiếc vảy rồng được chạm khắc rất là chi tiết các bác ạ. Tai mây và chân quỳ tam lân là được đúc liền nguyên khối các bác nhé. Thì toàn bộ cái thập phần thân đỉnh này nó là một khối duy nhất. Tiếp theo là cặp hạc. Hạc này là cao 66. Thì đường nét vân lông thì tất toàn bộ là chạm ám chìm hết. Đấy, đường nét rất là rõ ràng. Thì đồng đỏ nó có đặc tính rất là dẻo, cho nên là cái đường nét chạm ám của nó cực kỳ là rõ nét các bác nhé. Phía dưới là rùa, thì hạc và rùa này sẽ được đúc liền nguyên khối với nhau. Và tiếp đến đây là cặp chân nến. Chân nến này sẽ cao là 55. Đấy, trên thân nến thì sẽ được chạm khắc một số cái họa tiết hoa văn. Còn phía trên của nến sẽ được, đây là cái hình bông sen. Các bác thắp nến cốc sẽ cho vào đây. Còn mâm nến được chạm khắc hình long phụng sum vầy, kết hợp với một số cái họa tiết hoa văn. Này các bác xem đường nét này, cực kỳ là tinh xảo. Còn phía dưới chân đế này được chạm khắc hình bông sen. Đây là ba bông sen bao quanh, kết hợp với một số cái đường triện. Thì toàn bộ cái trọng lượng của bộ đỉnh đồng đó này thì nó sẽ nặng khoảng 37 đến 38 kg. Thế còn bên đây này là bộ ngũ sự được làm từ chất liệu đồng cát tút và có cái màu là màu vàng ánh xanh. Thì đây là cái màu đặc trưng của vào đạn quân sự, vào đạn pháo các bác nhé. Đấy, vì là đây là hàng thủ công cao cấp cho nên toàn bộ đỉnh sẽ là đúc liền từ đầu đến chân. Nghe trên cũng sẽ là đúc liền. Đấy. Phía dưới là rồng lượn, bên cạnh nắp là tiền xu. Thì toàn bộ những cái đường nét này là chạm nắm chìm. Đấy. Em sẽ mở cả bên trong đỉnh để các bác cùng xem nhé. Đỉnh rất là dày. Đấy, bên trong rất là sần sùi. Thì bên trong là khuôn đất cho nên là đỉnh rất là sần sùi. Đỉnh này là cao 60 các bác nhé. Mặt trước của đỉnh đây là đang được khắc ba chữ. Về nội dung chữ thì các bác có thể thay đổi theo yêu cầu, giống như cái bộ đồng đỏ ấy vừa nói. Còn mặt trước của đỉnh sẽ được đúc nổi hình song long trồng nguyệt, và mặt sau là hình song phụng. Về họa tiết thì cũng giống nhau thôi. Đấy, đường nét vân lông rất là sắc nét, rất là tinh xảo. Đấy, đây là thể hiện được cái đôi tay nghề của người thợ ở trên đây, ở trên những cái bộ đỉnh đồng hàng thủ công là như thế này. Tay mây và chân quỳ tam lân là được đúc liền nguồn khối hết các bác nhé. Đây cái mây chất đồng rất là mịn, màu đồng rất là mịn. Và tiếp theo đây là cặp hạc. Đây hạc này là cao 66. Toàn bộ vân lông đều được chạm ám bằng tay hết. Rất là sắc nét. Phía dưới là rùa. Rùa cũng được chạm khắc cực kỳ là chi tiết. Và đây là cặp chân nến thì nó cũng giống như bên bộ đồng đỏ thôi ạ. Về hình thức là tương tự nhau. Mâm nến này thì được chạm khắc hình long phụng bên trong và một số cái họa tiết hoa văn và đường triện ở bên ngoài. Đấy. Nến này là cao 66 các bác nhé. Phía dưới là cũng được chạm khắc hình ba bông sen và kết hợp với một số cái đường triện. Thì trọng lượng của bộ cát tút và bộ đỉnh đồng đỏ này nó sẽ là tương đương nhau. Nhưng mà cát tút là nó là thuộc là hàng cao cấp nhất thị trường các bác nhé.
Thì ngoài ra bên em còn có rất là nhiều những mẫu mã và kích thước khác nhau. Thì nếu các bác quan tâm thì để lại số điện thoại dưới phần bình luận hoặc là gọi đến hotline Zalo, đó là 0795 864 999 để được em tư vấn chi tiết. Cảm ơn các bác đã xem video. Hẹn gặp các bác ở những video sau. Xin chào các bác ạ.